Liên Hợp Quốc chắp tay thừa nhận thanh niên Việt Nam quá giỏi khi đem giống khoai lang cao sản đến nảy mầm trên đất châu Phi. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Việt Nam Soccer. Các bạn thân mến, châu Phi được mệnh danh là châu lục đen của thế giới. Có lẽ cuộc sống nghèo khó đã khiến màu đen ở đây không chỉ nói đến màu da của con người mà còn muốn nhấn mạnh vào những số phận hẩm hiu của người dân nơi đây. Họ đã sở hữu đất đai rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên quý giá, nhưng vẫn phải chịu đựng sự dày vò của nghèo đói. Nhiều thế hệ cứ thế trôi đi mà vẫn không thể thoát nghèo dù cả thế giới đã chung tay giúp đỡ. Bởi vì điều dễ hiểu là lòng hảo tâm đó chỉ hiệu quả được một thời gian, không có định hướng lâu dài nên người dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Đã có những thời điểm châu Phi nhận được hơn 300 tỷ đô la Mỹ tiền cứu trợ nhưng vẫn không thể thoát nghèo. Đến mức mà trong lá thư kêu gọi tài trợ gửi đến các tổ thiện nguyện vì hòa bình thế giới, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Angola, ông Gamboa từng viết: "Thật đáng tiếc khi phải nói điều này, chúng tôi đã nỗ lực bằng mọi giá để giải quyết tình trạng nghèo đói tại các vùng núi châu Phi, nhưng dường như mọi thứ không có sự thay đổi." Với vị trí là một quan chức cấp cao, đại diện cho tiếng nói của người dân Angola nói riêng và châu Phi nói chung, tôi thực sự cảm thấy quan ngại với thực tế đang diễn ra tại nơi đây. Đó là những dòng tâm sự đẫm nước mắt của một vị lãnh đạo của một quốc gia tưởng chừng như không còn hy vọng nào, tưởng chừng như đã hết cách. Tuy nhiên, tin được không, điều mà cả Liên Hợp Quốc, tỷ phú thế giới và lãnh đạo quốc gia chưa thể làm được, đến một ngày có thể thành sự thật bằng chính tài năng và lòng nhân ái của người Việt Nam. Người Việt Nam đã đem đến cho Angola một cách thoát nghèo bền vững. Đó là gì thì trong video hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé. Có một thực tế là mặc dù có lượng lớn đất canh tác các loài cây bản địa giàu dinh dưỡng và một ngành nông nghiệp nhiều tiềm năng, các nước châu Phi trong đó có Angola vẫn phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu và phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Nguyên nhân là vì họ xưa nay không biết cách làm nông nghiệp, không biết cách tự tìm cái ăn, chỉ biết chờ vào cứu trợ, mà cứu trợ đâu phải khi nào cũng có. Thế là họ lại lâm vào cảnh đói và tất cả như một vòng luẩn quẩn bao vây lấy họ. Nhưng giờ đây, nỗi lo nghèo đói, thiếu thốn, lương thực đã dần vơi bớt trên từng đôi vai, nét mặt của những người dân nơi châu lục nắng gió xa xôi, khi họ đã có sự giúp đỡ tận tâm, tận lực từ những người lao động Việt Nam làm việc và sinh sống tại châu Phi. Thời gian qua, cộng đồng mạng khắp thế giới không ai là không biết tới chàng thanh niên Phạm Quang Linh và cộng đồng Team Châu Phi với những dự án nông nghiệp vô cùng ý nghĩa và nhân văn tại đây. Mới đây nhất, vụ mùa khoai lang siêu ngon, siêu bội thu và siêu khổng lồ mà Team Châu Phi đã thực hiện thành công trên những chính cánh đồng cằn cỗi, nắng hạn tại Angola đã khiến bạn bè quốc tế ngả mũ thán phục. Và ít ai ngờ rằng có một ngày những củ khoai lang đậm chất Việt Nam lại được du hành sang tận châu Phi và cứu sống hàng triệu người. Để có nguồn nước tưới tiêu, anh em Team Châu Phi đã nghiên cứu, tìm tòi rồi tiến hành đào mương dẫn nước vào ruộng. Lên luống đẹp đẽ, phân bón đầy đủ và chăm sóc cẩn thận để cây lên thật tốt. Thì những củ khoai được thu hoạch sẽ được Quang Linh chia đều thành nhiều mục đích khác nhau. Một phần sẽ bán, một phần cho anh em trong trang trại và một phần sẽ đưa lên các bản cho trưởng thôn và người dân làm nông nghiệp ăn thử xem như thế nào, để họ thích thì họ mới trồng. Đấy là trái ngọt vô cùng xứng đáng với bao công sức mà chàng trai quê Nghệ An cùng bà con châu Phi đã bỏ ra. Không những vậy, nhờ được làm việc trong trang trại của Quang Linh mà họ đã học được rất nhiều kinh nghiệm làm nông nghiệp, sau này có thể tự mình làm. Những thành quả ngoài sức mong đợi đã gieo niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm hy vọng cho không chỉ Team Châu Phi, mà quan trọng hơn là cho những người dân nghèo khó tại đây. Bởi suốt bao nhiêu năm qua, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất, kinh nghiệm canh tác đã khiến cho họ luôn vật lộn với cuộc sống để kiếm kế sinh nhai. Nhưng giờ đây, họ được tận mắt chứng kiến những củ khoai lang chắc mầm, to tròn, được trồng trên chính mảnh đất quê hương của họ, không quá để nói với người Châu Phi rằng đó là một điều không tưởng. Đặc biệt, sau những buổi thu hoạch thành công, bà con châu Phi còn được các thanh niên Việt Nam chiêu đãi bữa tiệc khoai lang siêu ngon, siêu ngọt, ai cũng được ăn khoai thỏa thích và khen lấy khen để vị ngon của củ khoai này. Qua video, chúng ta có thể thấy là giống khoai lang Việt Nam có vẻ rất ngon, thơm, dẻo, nhiều dinh dưỡng. Mong là bà con Angola ăn xong rồi sẽ hăng hái canh tác hơn. Chúc mừng các bạn thử nghiệm thành công giống khoai lang Việt Nam trên đất cằn cỗi của châu Phi. Ngay sau khi đoạn clip thu hoạch khoai lang mùa khô và clip ăn khoai được chia sẻ, đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế. Ai cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn vì Quang Linh đã mang nông nghiệp Việt Nam đến gần hơn với những người bạn Angola còn đang rất nghèo. Mình đã đọc được những bình luận rất xúc động như thế này. Của cho không bằng cách cho, Team Quang Linh đi lên từ nghèo khó nên am hiểu cuộc sống người dân, biết làm gì và bắt đầu từ đâu nên họ mới thành công. Chúc Team ngày càng thành công hơn nữa để giúp đỡ dân nghèo châu Phi. Thế giới chỉ gửi tiền tới chứ không tận tay chỉ họ cách trồng trọt hay xây dựng nhà cửa. Chỉ có Việt Nam đến và tận tình giúp họ và chỉ họ từ những thứ cơ bản đến khó nhất. Tự hào quá!
Mà không chỉ khoai lang đâu, trước đó Quang Linh đã quyết định chi khoảng 2 tỷ đồng để xây dựng một trang trại lớn nhất vùng. Sau một thời gian đi vào hoạt động, trang trại của Quang Linh đã và đang phát triển vô cùng lớn mạnh với nhiều loại hình khác nhau như trồng cây, chăn nuôi gia súc. Mô hình Quang Linh Farm được chàng trai quê Nghệ An tạo ra không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn tạo công ăn việc làm, giúp bà con châu Phi có cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn. Có thể thấy là quá trình thử nghiệm và đi vào trồng trọt quy mô lớn của Quang Linh đã tạo ra những thành công rõ rệt. Người dân chủ động nguồn lương thực của gia đình trong bữa ăn hàng ngày, thậm chí là có thể đem ra chợ bán để kiếm tiền mua thức ăn, mua cây giống tái trồng trọt. Chúc mừng sự thành công của các bạn Việt Nam! Chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Theo dõi các bạn đã lâu, mình rất ngưỡng mộ những hoạt động của các bạn. Người Việt Nam luôn chăm chỉ và tốt bụng,